luôn các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 các bạn. À, đến đây là video chia sẻ cho bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình Hà Anh. Đó, bà nội đang đứng chiên luôn. Ở bên trong khách quá trời luôn, hello bà nội nha. Này ngon lành ha. Ủa bên này mấy mà ngày chơi ta? À cuối tháng đó hả? À chai của người của... À dạ. Dạ, hello Thím Ba Mâm ơi. Rồi tôm này các bạn. Hello cô Hát luôn. Đây, đó bên đây là thịt giá đậu xanh. Hello con gái. Ông bà trong nhà ngoài nước chào con nha. Đó, khách mua mang về nè các bạn. Mấy cái mang về Thím Ba. Hello chị hai, tà tửa, trà vải, vô tay. Trốn đâu rồi? Chào rồi cô, dạ. Trời ơi, nay tui quá ta. Chào con chào bà dì luôn, mẹ lên đi. Chào chú về. Chào con. Chào tất cả ông bà cô chú trong nước ngoài nước. Ông bà cô chú trong ngoài nước chào con nha. Chào bà Hiền. Chào cô Hiền. Bà Hiền ở đâu con? Cô Hiền ở đâu? Bà Hiền đâu? Ở Mỹ hả? Ở nước ngoài hả? Ở trong nước mình? Ở bên Mỹ. Tại đây con học sô cô la. Wow. Hai con diều siêu to khổng lồ. Oh yeah. Hả dạ, mới qua với, đây nè. Vậy hả? Tặng cho con năm hũ sà bam. Năm hũ gì? Sà bam. Sà bam là gì ta? Sà bam là hem á. Sà bông hả? Hem á, hem. À hem, trời ơi hem. Mà mình nghe sà bông. Xong rồi cho con kêu hoàng cổ. Thăng hoàng cổ luôn. Xong rồi cho mỗi mỗi đứa 500. Quá trời quà luôn ta. Con tặng cho con hai cái vòng nữa. Hai cái vòng luôn. Còn con? Vòng đi. Cậu ơi, đảo người ta cho chú mượn đi đám cưới ơi. Vòng bên luôn ra. Vòng đó vòng trăm phải không? Dạ. Trời ơi, ngon lành luôn. Chúc mừng mấy đứa nha. Cảm ơn cô Hiền nha. Bà tặng ơi, bốn chú. Mỗi một chú là 500 ngàn. Ồ. Nếu mà sẽ gửi sao à, con cảm ơn cô Hiền nha. Nhưng thôi con cũng xin phép cô Hiền là cho con gửi 500 đó cho mấy đứa nhỏ, nó có cái quỹ riêng á, ông bà nội có lập á, cho con gửi vào đó đi cho mấy đứa nhỏ, thí dụ sau này có đi học có cần chi phí gì đó để mấy em lấy ra tiêu dùng. À, con cũng cảm ơn nhiều luôn ạ. Cảm ơn chú. Ơi không sao, thank you Vinamilk. Quá trời quà luôn ta ơi. Năm hũ hay gì? Năm bốn hũ hem, năm hũ hem mà kêu xà bông. Xà bông. Hem ăn ngon lắm á. Đây là bánh xèo này là 30k một cái nha các bạn. Các bạn ăn thêm chịu thêm tính tiền thêm. 40, 50, 60, 70. Loại nào cũng có, tùy theo các bạn có đơ các bạn. Sao con có gì vui nữa không, kể cho việc nghe thấy cười tiểm tiểm hoài luôn à. Tươi quá tươi luôn. Rồi có ăn hem chưa? Hem mà ngon lắm. Đây nè các bạn. Đây mình đi dạo một vòng bên trong cho các bạn xem nha. À, cũng được 2, 4, 5, 6 bạn. Ai khách kêu Thím Ba ơi. À đúng rồi, con lấy bánh tráng ra cho khách đi. Giờ này mới hơn 4 giờ thôi các bạn. Bánh xèo đi.
Mình cũng mở cửa hồi trưa lúc 1 giờ luôn hả bà nội? Dạ 1 giờ đi. 1 giờ vô là 1 giờ. Đây đây cơm nè các bạn. Chúc anh mua mai bán đất nha. Đây là bán hàng rong của Việt Nam mình. Bánh xèo đi. Biết 100 đô là nhiêu tiền không cô gái? Xin vô, xin vô cả. Bà Ngân là tặng cái quạt gió đúng không? Ờ à, đúng rồi, bà Ngân á. Ông Minh. Ông bà Ngân với ông Minh. Nhiều à, nhiều ông bà quá giờ không nhớ nổi luôn. Cũng mừng các bạn có nhiều bà con cô bác ở hải ngoại thương mấy em rồi cũng tặng quà rồi mua đồ ăn. Rồi cảm ơn tất cả ông bà cô chú ở trong ngoài nước luôn. Cảm ơn tất cả nước ngoài nước đã ủng hộ tiền của con. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Lỗ à 1 2 3 4 5 6 7 lỗ luôn. Ngày tôm rất là tươi. Bánh xèo đi. Bà nội giá lại. Bánh xèo luôn chú ơi. Buổi chiều mới có 4 giờ vậy là ok quá các bạn. Con gì con hẹn. Hai cái mang về chứ mời. 40, 1.2 triệu bánh xèo. Bánh xèo mặn. Bánh xèo mặn ha. Mà số có đi ngang đây là mình phát cho người hai cái ha. Dạ rồi. Rồi để con gặp con kêu. Lấy ra hai cái cho khách luôn con ơi. Ông nội ơi, ông nội thức rồi, ông nội chạy đầu là lăn cón luôn rồi kìa. Ông nội đẹp trai rồi. Sao bà nội? Không có thùng cạc tông nào chứ nổi gì. Hôm qua đòi đi mà đòi thùng cạc tông mà phải đòi bỏ máy lạnh giống nữa thì sao được. Lên chảo luôn, ông nội bắt đầu chuẩn bị lên thêm hai chảo nữa cho đủ nha các bạn. Giờ này để phục vụ bà con cô bác mua mang về cho nó kịp. Dạ. Bà nội nói gì không hiểu ta, không nghe. Không đóng thùng xốp không được. Trời trời. Thôi ông nội chịu không chứ hai đó căng lắm à. Đóng thùng cà tông được chứ nghe nói đóng thùng xốp với hoa ly căng căng lắm á. Để nguyên vẹn nha, đừng có cắt khúc. Sao mà gửi qua Mỹ mà còn xài được á. Hai chảo này cốc tóc để cho kịp các bạn. Bánh xèo đi. Giờ này bà con đi làm hướng ngoài này về trong Sài Gòn. Còn trong đường Tô Ký này thì trong Sài Gòn đi về ngoài này. Trời ơi.
bơm xăng cho bà nội kìa mấy đứa. Bà nội cần xăng. À, ông nội lại hung bà nội cái là đảm bảo là không cần uống nước luôn á. Mình thể hiện tình thương mến thương thì chống đòi giờ đóng thùng xốp luôn á. Lâu lâu mình phải hâm nóng lại chú. Mình hung bà xã mình cái ăn tiếp năng lượng. Ví dụ như mùng 1 ngày nghỉ cuối tuần cái hai chồng đi khách sạn rồi. Đổi gió đâu. Chứ này chắc tới còn bị đem đá quá. Tới công chuyện chú Việt. Chú Việt ném là bị ném đá xây nhà luôn nè. Chuối ông bà nào đi khách sạn. Đổi gió. Cảm ơn cô luôn ạ. Sắp đủ hai cái cho anh trai mang về các bạn. Cái bên này chín nữa là đủ luôn rồi nè. Con gái mang quà tặng ông nội nè. Không phái rồi sao sắp đáng. Không phái mà lại gần hoài luôn. Đem quà tặng ông nội mà ông nội còn chê nữa. Bánh xèo đi. Đúng rồi, hai cái này nữa đủ hai cái cho anh trai rồi. Nóng hỏi vừa thổi vừa ăn. Ông nội sẽ nhúm trên một cái chạ, một cái bếp trước các bạn, bắt cho nó bắt lửa xong bắt đầu phải chuyền lửa qua bên này. Rồi thím ba đi rước kèn với mèo các bạn ơi. Nè các bạn nhìn xem nè. Đó, ở bên này nó đã bông rồi nè. À, bên này thì bắt đầu giòn nó sẽ bông theo nha các bạn. Lên đi với tím ba luôn nha con. Lên thiên đàng, thiên đàng. Trời ơi, cảm ơn gái nha. À, được tiếp năng lượng luôn, cảm ơn con nhiều nha. Mà đó đẻ đâu giống con mà chưa gặp mày giống con. Mèo không xấu nha con, cũng mèo nữa nè. Vậy luôn hả? Dễ thương mà, người ta dễ thương nè, đó thấy không? Dễ thương vậy đó, kêu xấu như mèo. Mèo 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 mèo. Quái chắc là gần quá trời. Tối tối hả? Na đây ra đi ngồi. Có mấy hai vợ chồng kia. Chắc
nhận được cái tốt. Dạ là có nghĩa là cô chú đó lại đây rồi khó khăn. Rồi con thấy như vậy rồi con móc trong bóp 100 ra luôn. Con cho bà ông cô chú đó 100. Sô cô la với lại sữa cho em. Sô cô la với sữa cho em. Rồi giỏi quá ta. Không. Rồi có hỏi có xin phép bà nội trước không mà dám móc 100 vậy? Dạ có. Có hả? À? Cho người ta mốt mình nhận được điều tốt. Đúng rồi, người ta hay nói một câu là hãy sống lương thiện và chân thành đi, là cuộc đời này sẽ trả cho mình những điều tương xứng, đúng không? Mình cũng khó khăn đó, nhưng mà có người ta dù lúc người ta khó khăn hơn mình giúp người ta đi, mai mốt cái người khác giúp mình. Giống như bây giờ ông bà cô chú ở nước ngoài, trong và ngoài nước thương mấy con vậy đó, cho mấy con đồ ăn nè. Lừa đảo nó cũng sẽ cho, tại vì có hai em bé nhỏ à. Nói chung là sợ lừa đảo á, nhưng mà thôi có hai đứa nhỏ. Biết là bé hai người này đi xin quá, nãy rồi bao xa sáng giờ không có cho á. À rồi xong không biết là mấy người mà cho, mấy người mà cho thì nói là dạng như là sợ lừa đụng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, dạ mình nghĩ 100 ngàn 50 ngàn lừa gì cái chủ lừa không có sao. Cũng có, nhưng mà tại có hai đứa nhỏ ha. Nhưng mà mình nói là cho đi không có gì đâu. Trời dạ. Vậy là cái chú đó ẵm hai đứa nhỏ luôn hả cô? Hai vợ chồng không có việc đó. À hẹn là 1 giờ 2 giờ đó em sẽ xèo cũng luôn, xèo ở Hồng Môn mình nè. À ở Hồng Môn mình luôn ha. Nhưng mà xuống đây nó xèo với em. Gặp người ta nghèo à, là mấy người chú không cho người ta tiền. Mà đến đây mà nó tiếp cho. Ok nè, vỗ tay. À cũ không được, cái tội nghiệp lắm. Dạ. Là có nghĩa là hai vợ chồng ẵm hai đứa bé. Đúng rồi. Rồi lại đây rồi nói đói bụng quá rồi bà nội. À bà nội. Giờ đó là giờ cuối luôn hả cô? À 11 giờ đêm hả? Rồi bà nội còn một cái bánh xèo, rồi nên cho một cái bánh xèo. À. Trăm anh thì chạy lại xin bà nội 100 ngàn các bạn. Nói bà nội ơi, cho 100 ngàn cho chú. Xong rồi chạy vô lấy sữa, lấy sô-cô-la rồi cho mấy em nhỏ. Dạ. Thì có nhiều người nói là cũng sợ lừa đảo quá, nhưng mà bà nội nói thôi, tại thấy có hai em nhỏ đó nên thôi. À chú kệ, à sợ chú lừa đảo ha. Dạ dạ cô. Đúng rồi, tại giờ Sài Gòn cũng nhiều á nên ta cũng ngại đó cô. Dạ. Ai? Vậy luôn á hả? Đúng rồi. Chạy 100 ngàn cũng không lớn nha. Rồi. Con có đem sữa cho mấy em luôn hả? Có sữa. Rồi. Uống cho mau lớn. Lớn. Rồi có sô cô la luôn không? 11 giờ tối mấy? Rồi có cho cô đi con. 1:30 à, giờ đó là cũng nghỉ rồi. À. Đó, các bạn thấy giờ đó là bắt đầu đi mua rau rồi đó. Rồi lay quay tới 3-4 giờ sáng mới ngủ. Người ta tưởng lừa đảo thôi cho nên bà. À cái bà đó liếc chú đó hả? À. Có hai em bé lận. Hai em bé luôn. Mấy trai mấy gái? Một trai một gái. Hai đứa gái nữa. Chắc còn nhỏ còn ẵm trên tay hả bà nội? Còn à. Kia mà 2 tuổi hay 3 tuổi rồi. À. Trời ơi, bánh xe nè các bạn. Con nói là con không phải lừa đảo gì cô đâu con. À. À, em thấy sữa. Con cảm nhận được là cô đó nói chuyện thật thiệt thà ha. Ừ, ok nè. Good nè. Nhiều tiền lắm mà ta. Bánh xèo đi. Cái đó là trái tim mà. Quậy ghê. No. Chú Việt biết mà.
bánh xèo đi. Không, bài nào che lại luôn rồi. Xong rồi, không sao. Bánh xèo đi, bánh xèo đi. Rồi, khách về. Đây, để coi cái bánh mới trên cái chảo mới của ông nội gầm xương như thế nào nha các bạn. Thì các bạn nó xem mỗi ngày các bạn biết đó, cái giai đoạn gầm xương này cực kỳ khó khăn, phải nghiên cứu sao để cho nó đừng có bị bể bánh, bị khét, bị cháy nè. Thôi vậy là ok ông nội, cái đầu tiên vậy là ok nè, rồi giòn ngon vàng. Thôi mấy người đó chạy xe gì ghê vậy chạy. Chút xíu nữa là mất cái vòng cầu của chú Việt rồi. Đứng sát bên lề nè, cái xe gì chạy quá trời luôn. À không, xe chú Việt thấy chiếc xe radio mà. Sáng giờ là con đổ hả? Khách kêu rồi con ơi. Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo. Sao con kêu bánh xèo đây coi. Sao con? Có gì vui không? Có gì vui không? Tặng cho bà cô chú không? Hai chị em đang thương lượng. 1, 2, 3. Ông bà cô chú ơi, ăn bánh xèo ủng hộ nha. Ok nè. Bánh xèo, bánh xèo, ủng hộ bánh xèo nhí đi. Hết chưa? Hết rồi hả? Con bé xíu con mới tập đi. Rồi con ngã thành ra mà ra. Hết rồi. Chị Hai có gì vui không? Tiếp tục tới chị Hai nè. Dạ không. Sao không? Nãy giờ cười hoài luôn mà kêu không. Thôi khách rồi con ơi. Một cái cho cô luôn con. Ok nè. Các bạn đó, khi mà nó chín lên nó sẽ bong ra nè các bạn. Nếu mà cái chảo nó nóng á rồi nó đều lên nữa là nó sẽ chốc ra. Bánh xèo đi. Con cầm cẩn thận nha, để nó rớt nha con. Rồi ok, thank you. Gà
Để nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Đãi cô hoàng đế được. Dằn á. Sinh nhật phải là đãi cô hoàng đế chứ mới chịu nha. Mới được bà lì xì $100 mà. Mình mua được một cái que cô hoàng đế. Cảm ơn. Bà nội cũng đang thèm cô hoàng đế. Bà nội nữa. Chơi gì đối thừa bà nội. Chào chú. À chuyển bánh qua anh kia con. Lấy giá phụ cô hát luôn cho anh ơi. Bánh xèo đi. Xong, bà nội đây lắp lỗ xong, giá xong luôn. Đây, cái này cũng ok na luôn. Đó, ngon lành các bạn ơi. Ngon lành các bạn ơi. Bánh xèo của chú ơi. Đậu xanh này mình nấu bên trong chín rồi phải không bà nội? Dạ. Đó nên khi mà lên nó gặp dầu với lửa đậy cái nắp lại nó hấp lên là nó chín cái nó mềm rồi nó dẻo ra cái nó béo lắm các bạn, bèo béo béo bèo béo. Ủa vụ gió nữa hả? Vụ này mới à? Đây, ủa hồi nãy đây cái gì coi con hát chưa? Con hát gì? Rồi, con hát đi. Hồi nãy con trai hát rồi. Dương 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 là cái giường để ngủ. Ngủ 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 là cái tủ đựng tiền. Tiền 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 là con tiên biết múa. Múa 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 là con chú biết bay. Bay 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 là máy bay. Bàn 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 để bàn ăn cơm. Cơm 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 là mấy bơm xe đạp. Đạp đà đạp là đạp xích lô. Lô 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 là cái xô đựng nước. Nước 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 là nước Việt Nam. Ồ hay quá ta, này con tự chế hả? Hay vậy. Ồ. Đây lấy bánh cho cô, lấy bánh cho khách, lấy bánh cho khách. Cóc tóc lên nào các bạn nhỏ ơi. Cái này chín luôn rồi à bà nội, chín một bên thôi. Vẫn còn căng với hai cái chảo bên này nha các bạn. Căng thẳng. Cái này bắt đầu ổn vô không nội? Chưa luôn hả? Ba cái thứ hai các bạn. Đã quá ta. Không, cái này đầu tiên bên này là vậy được quá good các bạn. Cái thứ hai là good rồi. Quá đỉnh rồi. Thường thường là phải mấy cái mới ổn chú. 3-4 cái hả? Dạ. Chú Việt có túi nè.
chú cháu mình chia đôi. Ngon quá bà nội ơi, ngon quá ngon luôn, bánh xèo luôn em ơi. Khách khách kìa, con khách kìa, chú kìa, một cái mang về luôn. Cảm ơn chị nhiều luôn nha chị. Rồi, đường quá trời đông các bạn, chút xíu thế nào cũng kẹt xe, nếu có xe lớn à. Bánh xèo không anh? Bài cây. Hai cái bánh xèo bên này luôn các ơi. Rồi, xích vô trong giùm em xe lớn các bạn. Lấy ớt không? Không lấy ớt, bịch nước mắm không ớt luôn con ơi. Nước mắm không cay luôn. Bịch bên này, chú bên này là bịch 1, bên này chú này bịch 2. Bịch 2 không cay nha con. Một cái mang về nữa nè, lấy bịch ra một luôn con hát ơi. 470 thôi bơ chú này luôn. Chú bên này 60 đủ luôn nè, khỏi thối nè. Bịch rau hai bên này không nước không cay luôn con. Đây đây, bịch rau hai bên này. Rau hai bên này. Nước mắm không cay cho chú. Mấy cái luôn chị? 30.000 một cái luôn. Hai cái luôn, một bịch rau hai cái mà sau lưng cho chị gái áo đỏ luôn con ơi. Cấp tóc lên nào ông nơi ơi, cấp tóc lên nào ông nơi ơi. Bịch rau hai cái cho chị áo đỏ, xe đỏ làm sao luôn nha con. Anh trai áo đen một cái luôn mang về nè. bánh xèo luôn chị ơi. Ây, mấy cái luôn anh. Mấy cái trời, anh trai. 20.000 cái. À, ăn đây hả, về xe lại em. Rồi, khách ăn ở đây, hai khách luôn, lấy ra bằng hai người luôn con. Hai bánh bên này coi cho cô luôn. 240 hả? Dạ. 240 hả? Một cái 30. Đủ chưa? Đủ rồi phải không? Ok, thanh kiều Vinamilk. Anh xin lên giúp em chút xíu cho anh trai chạy vô nhà ha. Rồi rồi, cảm ơn nhiều luôn. Rồi, khách luôn kìa. Rồi. Cho bánh rau hai người cho chú cô luôn ơi con. Bánh xèo đi. Rồi gói bịch 1 này cho chú luôn. Chú mặc áo đen giống con. Rồi dạ lại đó luôn nè cô. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này các bạn nhé. Ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.